Rồi tiếp tục mình sẽ nói clip về giọng nòi. Tại sao nòi chúng ta bị giọng? Giọng là do cái nhông này và cái nhông này. Các bạn, nó có độ rơ nhất định. Khi mà cái lực máy đang quay, nó sẽ tác động vô cái nhông này. Cái nhông này sẽ tác động vô đây. Các bạn, thì sẽ hiện tượng tiếng giọng nó nằm ở đây. Tiếng giọng nằm ở mặc định ở đây các bạn. Tại sao mà xe giọng nhiều giọng ít? Giọng nhiều giọng ít đó thì do cái thằng này rơ. Thực chất cái nồi nó sẽ có độ rơ nhẹ thôi. Cái nồi đây nè, đó có nguyên cái lồng nhôm này rơ là cái nhông, cái nhôm này là cái nhông này sẽ rơ nhẹ thôi. Rơ nhẹ thôi các bạn. Rơ như cao su, bẻ cao su rồi, nó không phải rơ bập bập qua khoảng 1 cm, qua qua lại 1 cm 2 cm các bạn. Đó, nó rơ nhẹ nè. Đó, vậy thôi. Còn mà cao su nồi mà nói chung là rơ vậy á là nó sẽ gây ra tiếng vọng, rơ qua lại. Cái này thành này là cái nhông này rơ qua lại nhiều quá nó sẽ gây tiếng vọng mạnh. Các bạn, để mà hết tiếng vọng nó chúng ta sẽ đi tán những cao su nồi lại. Ở trong cái đế nồi này nè, là vào cái nhông này nó có những cao su lót ở sau. Lót ở sau nó sẽ tán lại, nó sẽ nhét lại cao su là cao su zin của nó. Là đúng là cao su nồi zin nó tròn tròn, những cục tròn tròn nhét lại. Nó sẽ làm cho mấy cái này không rơ lại các bạn. Thì nó chúng ta sẽ chạy nó không bị giọng quá cái quá lớn. Mà khi mà tán rồi lỡ mà nó vẫn còn giọng quá lớn á thì các bạn nên coi lại cái bạc đạn dền, bạc đạn máy bên đây. Các bạn, nó rơ nó sẽ làm những cái cốt này nè, cái cốt này, cái cốt giữ cái nồi và cái cốt giữ cái dền. Nó sẽ rơ nhẹ thì nó quay nó sẽ đảo. Đảo thì nó sẽ cũng sanh ra tiếng tiếng vọng các bạn. Ảnh hưởng đến cái bộ nồi chúng ta. Đó. Đó là phần giọng nồi nằm ở đây. Giọng là nằm ở đây. Nghe các bạn. Rồi. Để muốn im hết tuyệt đối á thì chúng ta cần phải có bạc đạn tuyệt đối phải không rơ và chúng ta phải tán cao su nồi là ok thì nó sẽ không bớt lại tiếng vọng im như hãng nha các bạn. Xe ad nào nó cũng vọng nha các bạn, ad 11, ad đến 16 cũng vậy nha các bạn. Là đó là phần vọng nồi nằm ở đây và những cái bạc đạn thì mình nói vậy thôi á. Rồi.